chào tất cả các bạn đến với kênh Thì liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta Không phải hạnh phúc mới là giải pháp cho các vấn đề của bạn Mà chính là nỗi đau của bạn Nỗi đau của bạn Bóng tối của bạn Nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn Là những cánh cửa dẫn đến sự giác ngộ của bạn là chìa khóa cho mọi thứ bạn đang tìm kiếm ước định lâu đời của chúng ta thì thầm bên tai rằng hạnh phúc có thể tìm thấy khi chúng ta cải thiện một chút vấn đề bản thân thay đổi con người đó chuyển đến nơi này làm việc đó đến tuổi này lấy được bằng cấp đó và hơn thế nữa luôn có một cảm giác hồi hộp mới để theo đuổi một bộ phim truyền hình mới để diễn ra một điều mới mẻ để có được rất đơn giản việc theo đuổi hạnh phúc mang lại cho bạn điều gì đó để làm vì vậy bạn cảm thấy mình đang dành thời gian một cách có ý nghĩa trên thực tế hầu hết các hành vi của chúng ta là do theo đuổi hạnh phúc chúng ta theo đuổi mối quan hệ lý tưởng bởi vì chúng ta cảm thấy nó sẽ hoàn thiện chúng ta chúng ta theo đuổi những công việc được trả lương cao hơn và nhiều tiền hơn vì chúng ta tin rằng nó sẽ mang lại cho chúng ta sự thoải mái và an toàn hơn và chúng ta tin rằng nó sẽ mang lại cho chúng ta hạnh phúc nhưng khi chúng ta đạt được hoặc có được những gì chúng ta đang theo đuổi điều gì sẽ xảy ra chúng ta có còn hạnh phúc trong bao lâu đôi khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc trong một tuần một tháng hoặc thậm chí một khoảnh khắc nhưng rồi cảm giác đó qua đi Chúng ta lại tìm kiếm nguồn hạnh phúc tiếp theo Chúng ta thường làm điều này một cách hoàn toàn vô thức Nỗi đau của bạn là một sứ giả Một dấu hiệu và một cơ hội để trở lại toàn vẹn một lần nữa Đau đớn về cơ bản là một cái tác vào mặt Và nói với chúng ta rằng Này, hãy thức dậy đi bạn đang kháng cự hoặc bám vào một thứ gì đó ở đây vậy cuối cùng chúng ta có thể làm gì khi thức dậy làm thế nào để vượt qua đau khổ mãn tính về tình cảm và tâm lý chánh niệm là công cụ hoạt động bên trong mạnh mẽ nhất và nó giúp bạn tiếp cận trực tiếp với bản chất cao hơn bên trong của bạn không gian bên trong con người bạn rộng mở vô hạn và toàn yêu thương và tất cả chúng ta đều sở hữu không gian yên bình vô điều kiện này sau đây là một số bước giúp bạn vượt qua đau khổ mãn tính đầu tiên sẵn sàng đối mặt với bóng tối của bạn để vượt qua mọi đau khổ kinh niên mà bạn đang trải qua bạn thực sự phải sẵn sàng tìm kiếm bóng tối của mình bạn phải sẵn sàng đối mặt với những gì bạn chưa đối mặt hoặc chưa tránh khỏi trong bạn trong nhiều năm. Bóng tối của bạn có thể giống như một vượt sâu hay vượt thẳm, dường như không có hồi kết. Cảnh tối bên trong chúng ta luôn khác nhau ở mỗi người và được tạo ra từ những vết thương do di truyền và tổn thương của chúng ta cũng như những khuôn mẫu và niềm tin đã học được. Điều thứ hai, học cách nhận thức về các yếu tố khởi phát và cơn đau khi nó phát sinh điểm này có thể khó và cần thực hành thông thường chúng ta có xu hướng mắc kẹt trong thói quen phản ứng ngay lập tức với bất kỳ nỗi đau nào xuất hiện bên trong chúng ta chúng ta thường bật chế độ tự bảo vệ chúng ta tự bảo vệ mình bằng cách rút lui đàn áp kìm nén né tránh hoặc tức giận và phòng thủ. Nhận thức được các yếu tố khởi phát và cơn đau khi nó phát sinh, đòi hỏi bạn phải thực hành thiền định. Bạn cũng có thể nhận biết được cảnh giác bên trong của mình thông qua việc thực hành chánh niệm thường xuyên. Để thực hành kỹ năng này, bạn sẽ cần phải cam kết thực hiện nó hàng ngày. Các bạn có thể lắng nghe video về thiền chánh niệm mà Quốc Anh đã chia sẻ ở danh sách phát để có thêm thông tin hữu ích điều thứ ba khi nỗi đau xuất hiện hãy cho phép nó và giữ nó trong nhận thức nỗi đau được đè nén để tránh điều khiến chúng ta đau đớn trong cuộc sống khi bạn bắt đầu đánh giá cảm giác và đánh giá bản thân bạn sẽ tạo ra thêm sự co thắt và căng thẳng trong tâm trí và cơ thể của mình rõ ràng điều này không dẫn đến bất kỳ hình thức giải quyết nào chỉ thêm đau đớn sau đây là một ví dụ về việc nắm giữ nỗi đau trong nhận thức và đi sâu vào nó. Có thể giống như sau. Bạn đi ra ngoài mua một ít đồ và bây giờ là ban đêm. Khi bạn bước ra ngoài, bạn bắt đầu cảm thấy sợ hãi len lỏi trong cơ thể. Âm thanh của một cành cây gãy khiến bạn giật nảy mình và ý nghĩ về những kẻ bắt cóc và giết người bắt đầu lóe lên trong suy nghĩ của bạn. Ngay lập tức bạn nhận thức được những suy nghĩ này và những cảm giác trong cơ thể bạn. Thay vì chiến đấu với chúng hoặc kịch tính chúng, bạn chỉ cần cho phép chúng ở đó. Thay vì đóng cửa, bạn mở lòng mình với nỗi sợ hãi và bạn thấy rằng một khi nó được nhìn thấy và nắm giữ hoàn toàn, nó sẽ nhanh chóng tan biến. Tiếp tục hành trình qua những gốc sâu và tâm tối nhất trong tâm hồn bạn. Ôm lấy những con quỷ bên trong của bạn khám phá những món quà tiềm ẩn của bạn và đạt đến cấp độ phát triển tâm linh tiếp theo của bạn. Đây là công việc sâu sắc và mạnh mẽ. Một người thân vừa nói điều gì đó gây tổn thương cho bạn. Ngay lập tức, bạn nhận ra cảm giác đau nhói ở ngực và ý nghĩ tức giận nảy sinh trong đầu. Bạn hít thở sâu, quan sát cảm xúc và suy nghĩ trải qua bạn, rồi lại trôi đi. Điều thứ tư, nhận ra rằng những suy nghĩ và cảm xúc không phải là bạn hầu hết chúng ta có xu hướng cho rằng chúng ta là suy nghĩ và cảm xúc của mình tìm kiếm bóng tối của bạn và cho phép nỗi đau của bạn xuất hiện là việc nhận ra rằng mọi suy nghĩ và cảm xúc chỉ là thoáng qua tất cả suy nghĩ và cảm xúc của bạn không phải là bạn mà thay vào đó là nguồn năng lượng dâng trào tự phát nếu bạn thực sự có thể kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của mình chẳng phải bạn luôn chọn hạnh phúc và yêu thương hay sao thực tế là chúng ta không thể kiểm soát những suy nghĩ trong đầu của mình chúng ta trở thành nhân chứng hơn là con rối của cảnh quan bên trong của chúng ta hiểu rằng bạn không kiểm soát được suy nghĩ giúp bạn tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình bằng cách học cách tạo ra nhiều không gian bên trong hơn không gian bên trong này sẽ tiết lộ cho bạn bản chất thực sự của bạn ngoài suy nghĩ và hình thức tìm kiếm bóng tối của bạn và bạn sẽ khám phá ra ánh sáng của bạn một lần nữa tìm kiếm bóng tối của bạn cho phép nó và giữ nó trong nhận thức và bạn sẽ thấy rằng nỗi đau không phải là vấn đề chúng ta sẽ phải đối mặt với nỗi sợ hãi của chúng ta chúng ta sẽ cho phép nó vượt qua chúng ta và khi nó đã đi qua chúng ta sẽ hướng con mắt bên trong để nhìn thấy con đường của nó thay vì theo đuổi hạnh phúc hãy tìm kiếm bóng tối và sau đây quốc anh sẽ chia sẻ với tất cả các bạn những lời khẳng định tích cực mà các bạn có thể vận dụng để tương trợ thêm quá trình chữa lành của các bạn hôm nay tôi cảm thấy bình tĩnh và bình yên niềm tin vào bản thân là mỏ neo cho tôi vượt qua mọi khó khăn tôi chấp nhận cuộc sống của mình như hiện tại tôi thay đổi những gì tôi có thể và chấp nhận phần còn lại tôi biết ơn vì tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống của tôi tôi mạnh mẽ hơn nỗi đau của tôi thử thách cuộc sống không thể đánh bại tôi tôi xứng đáng được tận hưởng cuộc sống của mình tôi làm phong phú thêm cuộc sống của những người xung quanh nỗi đau của tôi không kiểm soát được chất lượng cuộc sống của tôi những người thân yêu của tôi coi trọng sự hiện diện của tôi tôi thu hút sự tích cực vào cuộc sống của mình tôi lớn mạnh hơn mỗi ngày sức khỏe tốt phát triển trong tôi mọi thứ tôi làm trên thế giới này đều theo hướng tích cực tôi năng động và không bao giờ bị giới hạn bởi nỗi đau của mình thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể tương tác trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mỗi video quốc anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.